Camera an ninh đã ghi lại cảnh người phụ nữ châm lửa liên tục để đốt xe máy, gây ra vụ cháy lớn, khiến 6 người thương vong ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tối ngày 31 tháng 3. Liên quan đến vụ cháy lớn tại căn nhà 7 tầng cho thuê trong ngõ 60, đường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tối ngày 31 tháng 3, lực lượng chức năng đã bắt giữ một người phụ nữ là nghi phạm trong vụ cháy này. Hiện nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình. Theo hình ảnh camera an ninh tại hiện trường, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 31 tháng 3, nghi phạm mặc quần áo chống nắng liên tục đi lại khu vực tầng 1 và là nơi để xe trong căn nhà. Nghi phạm sau đó đứng lại gần nhiều chiếc xe máy rồi liên tục châm lửa. Sau rất nhiều lần châm lửa, đám cháy bùng lên từ một chiếc xe máy rồi lan ra nhiều chiếc xe máy để cạnh đó. Thời điểm lửa bùng phát, nghi phạm cũng rời khỏi hiện trường. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hà Nội đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em, và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Có một nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy này.